Mình là thợ sửa xe. Mình sửa ô tô. Ừ, xe bị sao vậy? Ơi, xe bị sao vậy chú? Cặp giúp chú được không? Cảm ơn cháu nha. À, chú có xe buýt của trường kìa. Chú có đến 4 chiếc xe buýt không? Ừ, đúng rồi. Chú ơi, chiếc xe bị hư rồi. Thật sao? Hư làm sao? Để chú xem. Trời ơi, lớp xe đâu rồi? Để cháu tìm cho chú nha. À, đây rồi. Ồ, tốt quá. Cảm ơn cháu. Để chú sửa nha. Khoan đã, chú để cháu sửa cho. Hả? Cháu sửa được sao? Thật hả? Dạ. Ồ, cháu là thợ sửa xe mà. Một cái nữa nè. Chú ơi, cháu sửa được rồi. Yeah. Tay nào. Cái gì kia? Đây là gì? Chắc là cánh cửa đó chú. Vậy sao? Dạ, chú nhìn kìa. Là chiếc xe này. Cháu sửa được không? Dạ được. Cháu sửa được rồi chú ơi. Hoàng hô. Để chú xem nào, cửa đóng mở được rồi này. Hoàng hô. À, Jenny này, chú có một chiếc xe to ngoài sân. Cháu có muốn ra chơi không? Dạ có, mình đi thôi. Đi nào. Ôi không, xe hư mất rồi Jenny ơi. Xe hư rồi. Chú ơi, nhìn kìa. Ôi trời ơi. Chú ơi, là gì vậy? Chú à, để cháu sửa cho nha. Chú giúp cháu nha. Gắn vào. Mình làm thế nào đây? Đừng lo, chú có dụng cụ nè. Ừ, được rồi, chú thấy ổn rồi. Để cháu đi thử nha. Tuyệt, hãy lái dài vòng đi. Yeah.